Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những video về triển lãm cây cảnh tại Trung Quốc vừa diễn ra. Ở video này thì vẫn là những tác phẩm hoa giấy, vẫn là những tác phẩm nguyệt quế, canh châu, nhưng đều được tạo tác hết sức đẹp mắt, mang giá trị nghệ thuật cao. Có thể thấy những tác phẩm cây cảnh của các nghệ nhân Trung Quốc thì luôn làm cho người xem phải say mê, thả hồn theo từng phác tác phẩm. Và cũng như nhiều bạn đã nhận xét thì làm theo cái phong cách của người Trung Quốc thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể tạo nên được một cái tác phẩm nó hoàn chỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.